bài đọc thiên gửi lời tới thầy sức khỏe với ban giám khảo, các thầy cô giáo, các em học sinh một lời chúc sức khỏe. Và hôm nay đến với lớp học tại Phú Thọ hôm nay, thầy xin được giới thiệu thầy tên là Lương Văn Lưu, giáo viên dạy môn mỹ thuật trường tiểu học Đông Lũ số 1 huyện Hiệp Hòa. Lần đầu tiên đến dưới lớp học, thầy ở ngoài từ xa thì vỗ tay và nghe nhạc theo và nhìn bài hát. Ngoài ra bạn còn nhìn thấy nhỉ? Bài hát em nhìn thấy những cái y hoa đang kể bố của em. Bạn làm tốt. Vậy em quan sát lên bảng, chúng ta nhìn lên bảng thì có một dòng chữ. Em nào cho thầy biết dòng chữ nào là dòng chữ in hoa nét thanh nét đậm? Đây mới giải bóng đá. Bạn nói đúng rồi. Vậy giờ học hôm nay thầy cho mình cùng đi học bài 26. Vẽ trang trí tập kể kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm. Em nào đứng dậy cho thầy biết trên bảng thầy có hai bảng chữ cái, bảng nào là bảng có là chữ in hoa nên thanh nhớ đọc thầy mày nhá. Đó là bảng hai. Chúng ta quan sát kiểu và cũng như là cấu trúc của chữ in hoa nên thanh nhớ đọc. Trên đây là thầy có hai chữ, lấy ví dụ hai chữ in hoa nét thanh nét đậm. Chúng ta cả lớp chúng ta cùng hội ý nhóm 2. Nhìn hội ý nào. Thầy cho 1 phút hội ý. Cấu trúc của chữ in hoa nét thanh nét đậm. Em là nói cho thầy biết à? Thầy mời em. Bạn nói rất đúng. Cả lớp cho bạn chạy một tay.
và câu khẩu hiệu nhớ ơn. Thầy đố em nào biết chỗ nào trong câu cũng như con chữ, điểm nào là điểm chưa đúng này? Em ơi, còn bạn nào khác nhỉ? Chữ nào? Con chữ bạn nào đây nhỉ? Các bạn phân biệt đã đúng rồi, chữ N đó là hai nét thanh trở thành hai nét đoạn. Và hai nét thanh này có đều nhau không? Các em có nhận xét gì về câu khẩu hiệu này nhỉ? Về nào, nào đứng dậy nói cho thầy nghe nào. Về kích thước, khoảng cách, rồi đã đều nhau chưa? Khoảng cách đã cân đối đều nhau chưa? Từ con chữ cũng như từ tiếng này sang tiếng kia là viết rất cân đối, các con chữ đều nhau, khoảng cách cân đối và đều, đúng tỷ lệ. Sau đây chúng ta quan sát và đứng dậy nói cho thầy biết. Đấy, cách sắp xếp chữ. Làm biết nào, sắp xếp chữ trên một dòng khẩu hiệu. Có bạn nào muốn nhỉ? Thầy bên nói. À, khoảng cách giữa N, chữ N và chữ H là hai đường thẳng cách nhau một khoảng cách có rộng không, có cân đối không? À, rồi đối với chữ O và chữ C là hai chữ có dấu cong đúng không, có đường cong thì chúng ta sẽ cho phạm vi hẹp lại đúng không? Thế đối với lại chữ có đường cong và đường nghiêng thì chúng ta sẽ xếp gần hơn đúng không? Còn đối với chữ có nét ngang và chữ nét nghiêng thì chúng ta sẽ xếp gần ở gần đường thẳng của chữ có nét ngang đúng không? Các em có nhận xét gì về ba câu khẩu hiệu trên này? Câu khẩu hiệu 1, 2, 3 nào? Thầy mấy em? Em thưa thầy là câu khẩu hiệu 2, chữ bị bé. Rồi, con đánh tiếp đi. Câu khẩu hiệu 1 thế nào? Thầy, câu khẩu hiệu 1, chữ to ạ. To, thế còn câu khẩu hiệu 3? Câu khẩu hiệu 3, có câu chữ vừa. Rồi, bạn nói đã đúng rồi. Và thầy có nhấn mạnh qua đó là khi chúng ta vẽ một câu khẩu hiệu là đối với chữ, là nếu như chữ động thì nền nhạc, mà nếu như nền động thì chữ nhạc thì câu khẩu hiệu sẽ đẹp hơn. Và cũng như câu khẩu hiệu 3 là chúng ta sẽ thấy sắp xếp để chữ đã cân đối, không to quá, không nhỏ quá đúng không? Và nền rất hợp lý. Đây là cách kể chữ. Một em đứng dậy nó đọc cho thầy nào. Đọc bước một lần. Bước 1, chữ cao, chữ dài, chữ bước 2, phân chia khoảng cách giữa các chữ, khoảng
sát, vừa lắng nghe bạn đọc, vừa chúng ta quan sát cái video. Chúng ta quan sát kỹ nhé để bước vào tập thầy nó tốt hơn. Chúng ta vừa quan sát xong bài này, vẽ đúng quy tắc là chúng ta sẽ vẽ đúng đi đúng lề, nhưng qua bài này chúng ta quan sát vẽ đúng đi đúng lề thì bài này chúng ta, thầy muốn là chúng ta cùng với thầy sẽ đi vẽ sáng tạo từ đúng cấu trúc của chữ, kiểu cách cấu trúc của chữ, nét thanh chữ in hoa, nét thanh nhân động, rồi chúng ta sẽ chuyển sang thành những cái sáng tạo cho chúng ta những con chữ, đó là chữ nghệ thuật. Vậy trước khi vào để thực hành và vừa quan sát xong, thầy sẽ vẽ qua cho chúng ta xem. Chúng ta qua từ một con chữ như chúng ta vừa xem, đó là đầu tiên là chúng ta làm sao chia hai cái dòng. Cái này chúng ta dùng thước, nhưng do là đây là thầy hướng dẫn chúng ta một cách nhanh, nhưng chúng ta phải dùng thước. Nếu mà sau đó là chúng ta vẽ một câu khẩu hiệu như vui vẻ, sáng tạo, vân vân, mà những cái câu có ý nghĩa, thì chúng ta sẽ chia khoảng cách làm sao chúng ta vào vẽ phát, rồi chúng ta sẽ phát. Phát đây phải phát sơ qua, hướng dẫn cho chúng ta một chữ vui vẻ chẳng hạn. Khi nét xuống là nét gì? Chúng ta sẽ chia khoảng cách ra, đúng không? Làm sao từ đầu câu khẩu hiệu đến sát con chữ là sẽ bằng khoảng cách một con chữ, hoặc có thể to hơn một chút. Nét xuống là nét tập, nét lên là nét, nét gì nhỉ? Nét thanh, đúng không? Đây là chữ đúng, vẽ đúng quy tắc thì vui chẳng hạn. Sau đó từ chữ này chúng ta sẽ đi vẽ cho thầy thành con chữ nghệ thuật chẳng hạn. Và cái này có thể đánh đầu con, đây là con gì? Con chim, đúng không? Đây là có thể biến, hoặc chữ U có thể thành con voi nếu như chúng ta cần, đúng không? Hoặc cũng có thể con gà. Rồi sau đó chúng ta tô màu và nhớ chưa? Có thể dùng bằng chất liệu nào cũng được, có thể chúng ta có thể dùng bằng chất liệu bút sáp hoặc là bằng chúng ta vôi keo lên rồi chúng ta rắc nhũ cũng được, hoặc cũng có thể xé dán, được chưa?
Bây giờ các em có thể nói, bạn đứng dậy nói cho thầy biết về quy tắc cũng như là kiểu chữ nét in hoa, nét thanh, nét đậm nào, nét nào là nét đậm, nét nào là nét thanh nào. Một em đứng dậy nói này. Và để bước vào thực hành cũng không được. Nét thanh đúng không? Nét sang ngang là nét gì? Rồi, thành nét ngang. Vậy bây giờ chúng ta quan sát đây là một số bài tham khảo. Đó. Đây là những chữ mà các em thấy các họa sĩ như các anh chị đã vẽ thành những con chữ nghệ thuật từ con chữ quy tắc và con chữ đúng quy tắc. Bây giờ chúng ta sẽ đi thực hành. Em hãy tập kẻ một dòng chữ hoặc một cụm từ có ý nghĩa theo kiểu chữ in hoa, nét thanh, nét đậm. Chúng ta có thích vẽ rồi chúng ta sáng tạo thành những con chữ nghệ thuật không? Và chúng ta cùng đi làm đi thực hành. Thầy vừa chưa nhắc đây là cái tờ giấy nhé, ta không phải kẻ khung như thế này nhé. Đây là thầy, đây là ví dụ như một tờ giấy, chúng ta không phải kẻ khung cái này vào tờ giấy. Chúng ta chỉ có kẻ một dòng chữ. Chúng ta có thể vẽ lúc thầy chữ học tập, sáng tạo, chăm chỉ, chăm ngoan, học giỏi, tùy nhiên. Bạn nào thích xeo dán thì xeo dán.
sang cái phương tích phương tài hiểu. Cả lớp mà cả lớp từng tay nào từng ngũ là thực hành của chúng ta thì đây đã biết chúng ta phanh tay để chỉ lên bảng tất cả từng ngũ là chào.